Hôm nay ngày 13 tháng 5, tiếp tục clip số 2. Mình có những cây sống khỏe và những cây thuần tương đối giá rẻ giao lưu đến mọi người. Clip số 1 là những cây chồi mồi thành phẩm. Mọi người có thể tham khảo clip số 1. Và đây là clip số 2. Đầu tiên là lô 2 cây sam núi trái mã số 1. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Cái này thì đang bắt đầu cho trái. Cây đang bắt đầu cho trái non. Giá cả lô 2 cây chỉ 350, hai cây cái này cao 40. Thân thì nó bé hơn ngón tay út, lớn hơn điếu thuốc. Cái này thì cái này thân bằng ngón tay út. Form dáng thì đã chỉnh sơ, mọi người về sửa sơ lại chơi. Giá cả lô 2 cây chỉ 350 bao ship. Có thể mọi người có thể ghép tiểu cảnh, ký đá hoặc ghép vào chậu tượng thì rất là hợp. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship, lô sam núi trái mã số 1. Và tiếp tục là cây sam núi mã số 2, cây này là cây sam núi bông, cây nuôi thuần lâu năm, cây này đã nuôi rất là lâu, chốt cành nuôi lớn. Cây bông nên mình bán giá mềm. Cây 400 bao ship, một cây nuôi tay cành to thuần. Này thì mọi người chỉ việc vào chậu và chơi. Giá 400 bao ship, thân thì bằng nhích hơn ngón tay cái của mình. Chiều cao lên tầm 35, ngang 45. Cây sam núi mã số 2, cây sam núi bông. Cái này chỉ việc thay chậu lên thì rất là đẹp. Để mình nuôi cây có bộ xương rậm như này thì mất rất là nhiều thời gian. Và cây số 3 là cây bằng lăng tím, cây bề cốt to, cây vót ngọn. Nè, vừa định hình một nước dây và cây đang bắt đầu bung mầm mới. Dòng bằng lăng tím hoa chùm. Dòng này cánh hoa rất là to. Cái này mình giao lưu mọi người là 600 bao ship, chiều cao lên tầm 50 hoặc là tầm 40. Giá 600. Cây bằng lăng tím mã số 3. Cây nở đế vót ngọn. Form dáng rất là đẹp. Và cây số 4 là cây chiều xuân, cây cốt to, cao lên tầm 25, chiều xéo này tầm 35, giá 250 bao ship. Dòng này hoa màu trắng sữa, hoa chùm, hoa nở rất là thơm. Dòng cây có hoa thơm, cực kỳ thơm. Quả thì sẽ có màu đỏ cam. Quả dòng này thì quả nó quả cứng giống như hoa đậu. Giá trị 250 bao ship. Cây cốt đế nở to. Cây số 5 là cây hải châu. Cây này cao 35, tàn bay là 60. Cây đang bắt đầu cho hoa trái. Hoa bắt đầu nở. Hoa của cây hải châu thì rất là thơm. Quả khi chín chuyển nhiều màu. Cây có dòng lá rất là bé, kích thước lá bé. Giá 1.500.000 bao ship. Gốc già, cốt to. Cây cốt đế nữa to. Giá 1.500.000 bao ship. Dòng hải châu là dòng cây có hoa và quả rất là đẹp. Cây đang bắt đầu cho nụ hoa. Và những cánh hoa này đã nở. Hoa chùm. Cao lên là 35. Chiều ngang tàn bay là 60.
Tiếp tục là cây hài châu mà số 6. Bể rừng cánh quạt rất là đẹp. Cây này thì còn phôi, mọi người về nuôi thêm. Bây giờ bể liền cốt. Chiều cao lên là tầm 30, ngang 40. Dòng lá xanh bóng dày, lá rất là dày. Cây có dòng lá đẹp. Giá 600 bao ship. Cây này thì vẫn có thể cho được hoa quả, mọi người nuôi thời gian nữa thì cây sẽ bắt đầu cho hoa. Dòng hạt châu gành thì rất là dễ cho hoa đậu quả. Cốt bề cốt to. Giá 600 vào ship. Và cây số 7 là cây sơn liễu, cây tông cao. Cây đang bắt đầu cho hoa. Dòng này thì quả nó giống như sam núi, quả thì chín có màu hồng tím. Chiều cao 65, cây hoành thân 14. Hoành thân 14, chiều cao 65. Sơn liễu thì cây một cốt to như này thì rất là hiếm. Cây này mình giao lưu mọi người là 400 bao ship. Cây cốt to. Thân liền lạc không bị bọng lũa. Dòng này và kích thước lá bé rất là hợp để mọi người làm cây bonsai. Kích thước lá rất là bé. Và chính thì cả màu vàng, hồng, tím và tím đen. Giá 400 bao ship. Cây số 8 là cây bạch chỉ. Cây có chiều cao đến đỉnh lá là 65, cao đến điểm này 50. Cái này thì mọi người về cắt bớt đầu này lại thì cây ra quốc ngọn đẹp. Chốt cành nuôi to, nở to, đã ăn dây. Phần phía dưới này thì có phần lũa, thân này là thân lũa. Cây vẫn sống khỏe bình thường. Phần này cũng là có một ít lũa. Cây vẫn sống khỏe tốt. Này mình giao lưu mọi người là 500 bao ship. Vì cây có lũa nên giao lưu giá 500. Bạch chỉ thì hoa màu vàng, quả màu vàng cam và ăn rất là ngon. Và cây cuối cùng là cây hải châu mã số 9. Cây này là cây hải châu búp sen. Cái dòng này chuẩn búp sen. Cho anh em nhà vườn nào lấy giống về sưu tầm hoặc là dùng giống để ghép. Lá búp sen rất là đẹp. Dòng búp sen thì lá đẹp nhất trong các dòng hải châu. Và dòng này đặc biệt là hoa quả rất là nhiều. Lá giống như cánh hoa. Cây thắt búp rất là đẹp. Chiều cao lên là gần 90. Thân thì bằng ngón chân cái, khoảng tầm 9 xăng, chiều cao 90. Cái này mình giao lưu mọi người là 1.500.000 bao ship. Một cây búp sen, dòng này thị trường rất là hiếm. Cây hiếm nên giống của cây giá trị rất là cao. Giá 1.500.000 bao ship. Cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình. Cây lá sáng bóng đẹp.